Xin chào anh chị, bài hôm nay là chia sẻ về Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kim, xin nên sinh năm con vào những năm nào. Thì trước hết là trừ cho tôi 2 năm sinh, đó là năm sinh 2023 Quý Mão và năm 2035 Ất Mão. Ở đây tôi đang xét là từ năm 2021 tới năm 2039 anh chị nhé. Thì các cái tuổi mà hợp năm sinh con với tuổi Quý Dậu đó là năm 2021 Tân Sửu, ngũ hành thổ, rất là đẹp. 2024 Giáp Thìn, 2025 Ất Tỵ, 2026, 2027 cũng rất là hay, Bính Ngọ, Đinh Mùi. 2031 Tân Hợi, ngũ hành kim, rất là tuyệt vời. 2033 là Quý Sửu, 2036, 2037 Bính Thìn, Đinh Tỵ, nạp âm ngũ hành thuộc thổ, thổ sinh kim cũng rất là hay. Thì trên đây là một một trong những cái năm sinh con rất là cát lành. Ngoài ra những năm khác mà nạp âm ngũ hành tương sinh cũng khá là tốt. Còn anh chị cứ trừ cho tôi hai cái năm 2023 Quý Mão và 2035 là Ất Mão nhé. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.